Gần đây, tiền đạo Son Heung-min đã ghi bàn giúp Tottenham đá bại Watford 1-0 trên sân nhà để trở thành đội bóng duy nhất toàn thắng cả 3 vòng đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Cụ thể, phút 42, Tottenham được hưởng quả đá phạt bên cánh trái. Son Heung-min tung cú dứt điểm kỹ thuật bằng má trong chân phải, bóng đập đất bay về góc xa, làm bó tay thủ môn Daniel Batman, đưa Tottenham vượt lên dẫn trước. Trước khi xem clip, các bạn nhớ bật chuông thông báo và ấn đăng ký cho kênh của tụi mình các bạn nhé! Những tình huống đá phạt trực tiếp luôn là một cơ hội ghi bàn tuyệt vời nếu như trong đội bóng sở hữu một chân sút phạt thượng thặng. Từ Beckham, Juninho cho đến bây giờ là Messi hay Cahanutlu, họ chính là người biến những cơ hội này trở thành những siêu phẩm. Hôm nay hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng những siêu phẩm đá phạt đẳng cấp trong mùa giải mới này nhé. Từng bị chỉ trích rất nhiều về mặt phong độ, thế nhưng ở Arsenal hiện tại, thật khó có cầu thủ nào có thể sút phạt tốt hơn Granit Xhaka. Trái với cách xử lý có phần vụng về ở giữa sân, tiền vệ người Thụy Sĩ lần này lại chả khác gì một chàng nghệ sĩ với cú vung chân cực kỳ mềm mại để hướng vào góc chết. Được mệnh danh là Beckham mới của bóng đá Anh, James Ward-Prowse đương nhiên cũng rất xuất sắc ở những tình huống cố định. Gần như không cần quan sát, đội trưởng của Southampton tung ra cú dứt điểm cực kỳ quyết đoán, đưa trái bóng bay với lực rất mạnh. Thủ môn Martinez thậm chí đã đoán trước được ý đồ và chủ động bay người sớm, nhưng vẫn không tài nào cản phá được cú dứt điểm mạnh và nhanh như búa bổ của James Ward-Prowse. Nếu như được chấm điểm, thật khó để không cho tình huống đá phạt hoàn hảo như này điểm tối đa. Từ khoảng cách gần 20m, Demi Bay dường như đã hóa thân thành Ronaldinho với cú vung chân không cần đà cực kỳ điều nghệ và ngẫu hứng. Bóng sau đó thậm chí còn đập vào sàn ngang trước khi dội vào lưới. Còn anh chàng thủ môn đội bạn không biết làm gì ngoài việc đứng như trời trồng và trở thành kẻ làm nền bất đắc dĩ của siêu phẩm này. Không chỉ một mà đã có tới hai lần mềm bóng trước khi đội trưởng Kevin Volland băng lên rất nhanh và tung ra cú dứt điểm căng như kẻ chỉ. Hàng thủ của Nice sau đó đã hoàn toàn bị xáo trộn sau pha xử lý đầy bất ngờ này và khiến cho thủ môn không thể cản phá và đã bị hạn chế tầm nhìn khá nhiều. Được coi như vua đá phạt của châu Âu, Cahanutlu rất ít khi khiến cho người xem thất vọng về tuyệt kỹ số 1 của mình. Một nhịp lấy đà trước khi tung ra cú cứa lòng chuẩn chỉ, bóng dù bay không quá mạnh nhưng cực xoáy và hướng thẳng vào điểm mù của thủ môn đối phương.
a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. Tưởng chừng như chỉ là một tình huống may mắn, thế nhưng đây thực sự là một pha xử lý rất đẳng cấp và cực kỳ khôn ngoan của Son Heung-min. Được hưởng quả phạt trực tiếp ở một góc không quá thuận lợi, ngôi sao người Hàn Quốc đã đánh lừa cả hàng thủ của Watford bằng cú dứt điểm theo kiểu nửa chuyền nửa sút. Trái bóng sau đó dù bay chậm nhưng hiểm và xoáy vào góc xa khung thành, khiến cho thủ môn Bateman không thể có bất kỳ một cơ hội nào cản phá. Không phải là một hậu vệ cánh quá mạnh về phòng ngự cũng như tốc độ, thế nhưng khả năng ghi bàn từ những tình huống cố định của Marcos Alonso luôn được đánh giá rất cao. Từ động tác lấy đà cho tới cú vung chân, tất cả đều được số 3 của Chelsea thực hiện một cách rất điệu nghệ và hoàn hảo. Thủ môn của Crystal Palace dù đã thi đấu tập trung nhưng vẫn không thể làm gì khác ngoài việc đứng chôn chân nhìn bóng găm thẳng vào góc chết. Được mệnh danh là Messi của nước Ý, Lorenzo Insigne đang chứng minh khả năng xuất phạt của mình cũng không hề thua kém gì phiên bản gốc. Vẫn là cái lòng trong chân phải quen thuộc, tiền đạo người Italia vẽ ra đường cong tuyệt hảo để vòng qua hàng rào và găm vào góc gần. Thủ môn của AS Roma dù đã đoán được ý đồ và bay người hết cỡ nhưng cũng không kịp chạm vào bóng. Với cự ly xuất phạt thuận lợi như thế này, có lẽ tỷ lệ ăn bàn của Messi cũng chả thua kém gì những quả 11m. Từ khoảng cách gần 25m, Empunga gần như không cần lấy đà để tung ra cú dứt điểm hướng về góc chữ A khung thành. Mặc cho một hậu vệ của Bilbao đã cố gắng lui về để bọc lót cho thủ môn, thì nhiêu đó vẫn là chưa đủ để chiến thắng được đôi chân thiên tài của Messi khi bóng vẫn găm vào lưới như được lập trình sẵn. Thường xuyên phải nhường quyền thực hiện cho De Bruyne hay Mahrez, người hâm mộ đã quên mất rằng kỹ năng đá phạt của Sterling cũng không hề tồi. Được hưởng đá phạt ở ngay rìa vòng cấm, chết về bên trái, cự ly này quá phù hợp cho một cú bẻ lòng vào góc gần. Và lần này, Sterling đã khiến cho người xem không phải thất vọng khi vẽ ra một đường cong hoàn hảo, khiến cho pha bay người của thủ môn Crystal Palace chỉ thêm phần tô điểm cho siêu phẩm của mình. Đó là những siêu phẩm đá phạt ấn tượng và đẳng cấp nhất đã được chúng tôi tổng hợp và gửi đến các bạn. Nếu thấy video này hay, hữu ích, hãy like, share và subscribe cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.